Trong hai tháng qua, số ca sốt xuất số huyết trên toàn thành phố Cần Thơ tăng gấp 2 đến 3 lần so với trước đó. Sở Y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ đã tổ chức kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch bệnh ở các xã, phường và thị trấn. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, toàn thành phố Cần Thơ có 667 ca bệnh sốt xuất số huyết, trong đó tháng 7 ghi nhận 101 ca, tháng 8 có 154 ca trước tình hình số ca sốt xuất, xuất huyết có xu hướng tăng sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật cần thơ tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất, xuất huyết tại các quận huyện như ô môn thốt nốt phong điền thới lai cờ đỏ vĩnh thạnh ninh kiều và cái răng trung tâm y tế tổ chức phun hóa chất diện rộng dập dịch sốt xuất, xuất huyết tại các địa phương có số ca mắc cao trung tâm kiểm soát bệnh tật cần thơ cũng khuyến cáo mỗi gia đình cần chú ý diệt mũi diệt loang quang vệ sinh trong và ngoài nhà thu gom rác thải phòng chống mũi đốt bằng cách ngủ màn bôi thuốc diệt mũi